đã lấn xem mà chả đâu, ông ta mà chả hữu lý, bao lâu mua hiểu, đã xịt rồi à, tôi mà mua đã, cho nó alo mà khai nhỉ, phan hoa này lùi lùi xây lên mà còn, cái anh tôi mà phan tiền, quên lên bao này, cho nó đây, hiện giờ tôi này sanh ra được bao nhiêu, ai biết phá biết mà mình xịt lên phan hoa được xây lên mà còn, mày ai nào, mày ai này luôn nhỉ, mày ai nào bộ, rồi mày ai mà, này mẹ. Chúng nó biến không biến đâu mà hả? Biến hết rồi. Ví dụ như ông cho mẹ đồ đào lô trên này, đào bên mẹ cho nó đồ ăn lô, cho mẹ phải bù, tôi lô cho mẹ phải bù, tôi lô mày giống màu đấy, cho nó đồ ăn, ít xí về, cháu không trả tay mà. Tôi nói là, alo, ví dụ như ông cho, ví dụ ông cho tôi lô biến làm nó, là mẹ, ví dụ như là, ấy cha nó là sanh biến đấy, tôi lô trên này phải có mấy giáo đồ ăn, là mẹ ấy cha này mẹ, sanh thâu bò này được cho, tôi thì biến mấy giáo đồ ăn, cho nó biến hết. Bây giờ cho nó lên xí giảm màu, mà xí bên này đào xí bên này bao phần bên này, à đi, mà xí là bao phần dưới này, bây giờ bây giờ cho nó xí được là bao phần nào màu, như thế nào đấy, bao phần nào đấy, ai biết đâu xí bên này bao phần dưới dưới này còn nó, mình ăn được còn nó, giá được bao nhiêu? Xí bên mà bao phần dưới này lùi đi, mình mà đang làm giao đi, mình mà chỉ biết bao, thà mà đào thôi bị làm mà giao làm mà bao, xí bên này vẫn làm mà bao, cho nó lúc xí này lùi chân này mua vào được, tôi lấy bì đồ tôi mua nó về nhà, tôi lấy bì mà chỉ bao được. Chúng nó có những năm mà mua nhà thì làm việc mà chia nhà đấy, tôi là cũng mua nhà thì đủ đi à, tôi việc mà chia ba thì chúng nó chưa đóng mấy ba đấy, chúng nó có những năm mà mua nhà thì bây giờ xíu nó, à tôi việc mà tôi cũng được à, cũng chúng nó lưu chân này thì mua hoa thì lưu tôi bảo ai vậy, ai bảo công cái, chân này thì bây giờ thì làm một thuê mấy ba, nó làm một thuê này thì lưu đấy thì tôi đi học công tác bộ, sau này làm hậu. Tại mì lông đuôi, tất sai nè, cái sao phía đẹp đuôi. À lông hoài hông bì đó. À chá mà phát đẹp nì lì nè, vì mì đó xì rìa mì hù. Đó rong đẹp nì à nì bì hù, cùng nì bế chá bà lù. Tăng sô chá mà đẹp chá nó hà đó. Chá nó là khu lô xì rìa mà bà huyền nè chá là huyền hà nè gồng lông. Nó khu tô lên tì bà. Chá nó sao lô yên chí nè nà đi. Gồng lông mò, gồng lông, gồng lông, gồng lông, gồng lông. Gồng lông lắm mò yáo nè. Lắm mò yáo nè chá nè. Xì rìa mà lâu đi chăm ai là cứu giải cho bà, bây giờ rồi nó nên nó xịt đi, hả? Ai đó chăm ai miếng cứu giải bây giờ, thì nhà biểu gì mà?